phiên bản 1 prototype đầu tiên ha, mặt test biến áp xung thì nói chung là làm đêm nên là nhiều thứ nó chưa hoàn thiện cho lắm. Đấy, thôi cầu tay lại. Đấy, rồi mình sẽ test cho các bạn coi ha. Ở đây mình cấp nguồn 12V. Đấy, thì nhiều anh em thấy cũng có bán mấy lần này thì mình thử để ý thử thôi. Thế thì nó cũng ok đó. Đó, cái mặt này. Shock circuits. Đây, mất này. À, biến áp nó nhiều vòng. Còn biến áp ít vòng ha. Ít vòng. Ít vòng. Ít vòng nó chỉ nó mất luôn ha. Trong này nhiều nè. Đấy. Rồi đấy, nhưng mà cái biến áp này nó bị lỗi nè. Hả? Nó lỗi. Còn bên đây thì ok nè. Rồi. Thì mình có tặng về một cái sơ đồ ở trên video này luôn. À, các anh em nào mà muốn tự chế thì có thể theo dõi cái video này.